Lời chứng của Kevin Gia của xứ Mỹ Phần 7, Phòng Mặt Khải Xin chào tất cả mọi người, tiến sĩ Kevin Gia cùng với các bạn với Oreo và tôi có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe đó là một câu chuyện rất thú vị. Nó thực sự đã thay đổi cuộc sống của tôi hơn tất cả những cuộc gặp gỡ khác mà tôi đã có với các thiên thần. Điều này đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi vì thiên thần này đã chỉ cho tôi cách chờ đợi Chúa. Anh ấy nói với tôi rằng tôi có thể học trong phòng mặt khải bằng cách trông đợi vào Chúa, rằng tôi có thể tìm ra những điều về tương lai. Và vì vậy tôi muốn nói với bạn về điều đó. Chuyện này xảy ra vào một đêm khi tôi đang ngủ và vợ tôi đang ở với tôi trong nhà của chúng tôi. Và đột nhiên khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy một người đàn ông đang đứng dưới chân giường của tôi. Nhưng người đàn ông này thì khác vì anh ta không có cánh, nhưng anh ta có bộ quần áo đẹp đẽ này trên người. Và tôi nhìn thấy anh ấy với bàn tay giang rộng. Và anh ấy đã tóm lấy tôi. Anh ấy nói, "Nào, đi thôi." Và anh ấy đã lấy tôi. Anh ấy nói, "Tôi đã được nói rằng tôi có thể cho bạn thấy căn phòng của sự mặc khải, căn phòng của sự chờ đợi nơi Chúa." Và vì vậy anh ấy đã đưa tôi và chúng tôi đi với tốc độ cực nhanh. Và bạn có thể tưởng tượng, bạn biết đấy, tôi đang ngủ và tôi đang nghĩ tôi vừa để cơ thể mình trên giường hay cơ thể mình đi cùng tôi? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đang đi với tốc độ rất cao. Và anh ấy nói với tôi, Chúa đã ưu đãi bạn và Ngài muốn bạn hiểu điều này. Và vì vậy anh ấy đã đưa tôi đến nơi này. Đó là một căn phòng lớn và chúng tôi bước vào. Nó trông giống như một cái thang máy lớn. Và khi tôi đang đứng đó trong thang máy, nhưng đó là căn phòng rộng lớn này, anh ấy nói với tôi, Chúng ta sẽ chờ đợi Chúa. Và tôi nhìn và Chúa Giêsu bước vào và Chúa Giêsu đang đứng đó với tôi và thiên thần. Và ngài nói, chúng ta hãy chờ đợi nơi Cha. Vì vậy, ngài cúi đầu. Vì vậy, thiên thần cúi đầu. Vì vậy, tôi cúi đầu và đột nhiên tôi cảm thấy sàn nhà đang đi lên và tôi có thể cảm thấy chúng tôi đang đi với tốc độ cao, bạn biết đấy, giống như một cái thang máy. Và tôi nhìn trộm xem Chúa Giêsu có cúi đầu không và ngài vẫn cúi đầu. Và vì vậy tôi nhìn thiên thần và anh ấy vẫn cúi đầu. Vì vậy, tôi chỉ cúi đầu xuống và chúng tôi bắt đầu đi lên, đi lên, đi lên. Và tôi đang nghĩ, bạn không thể bịa ra điều này. Ý tôi là, tôi đang nghĩ liệu mọi người có tin câu chuyện này không. Và đột nhiên tôi nhận được sự chú ý của Chúa Giêsu vì đã lâu rồi và tôi nói, này khi nào chúng ta dừng lại anh ta nói chà điều đó tùy thuộc vào bạn bạn muốn lên cao bao nhiêu bạn muốn đi bao xa đến sự khải thị và ngài lại cúi đầu vì vậy tôi đã chờ đợi và đột nhiên tôi cảm thấy ok đã đến lúc vì vậy tôi ngẩng đầu lên và nói đã đến lúc và vì vậy thiên thần nhìn tôi và chúng tôi dừng lại vì vậy bạn có thể cảm thấy bây giờ chúng tôi đã ổn định ở một mức độ nhất định và cánh cửa mở ra trước mặt chúng tôi và tôi nhìn ra ngoài và tôi có thể nhìn thấy trái đất bên dưới và tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của các thành phố và quốc gia khác nhau và chúa đã nói hãy xem khi bạn trông đợi vào chúa quan điểm sống của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều và ngài nói bây giờ mọi thứ trên trái đất này dưới kia thật nhỏ bé so với nhau đây là điều bạn cần làm hàng ngày bạn cần phải trông đợi vào Chúa và bạn cần được nâng lên để có thể nhìn mọi thứ từ quan điểm của Chúa. Và tôi đã không chăm sóc. Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống của tôi. Tất cả những gì tôi quan tâm là tôi đã ở với Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha đang bảo vệ căn phòng này và đó là một chiếc thang máy lớn. Vì vậy, đây là những gì đã xảy ra khi ngài bắt đầu nói với tôi về việc trông đợi nơi cha và ngài bắt đầu nói với tôi con cần nói với dân chúng rằng họ không trông đợi chúa đủ lâu rằng họ rời khỏi căn phòng này quá sớm và tầm nhìn của họ không đủ cao vì vậy khi đức chúa trời ngự trên ngai vàng của ngài ngài rất cao ngài là đức chúa trời tối cao và tôi thấy rằng bạn biết đấy chúng ta cần có quan điểm đó trong cuộc sống này tôi thấy rằng mọi thứ liên quan đến cuộc sống của tôi trong nháy mắt đều có kích thước như một hạt bụi trên một chiếc đinh ghim rằng cuộc sống của tôi trên trái đất này chỉ là một hạt bụi so với cõi vĩnh hằng và chú nói bạn thấy cách nhìn của bạn thay đổi bạn thấy sao bây giờ bạn không thể nghĩ về bất cứ điều gì mà bạn đã lo lắng và ngài nói đây là điều mà người dân của ta cần phải làm họ cần phải chờ đợi ở ta và sau đó tôi bắt đầu nhận được sự mặc khải và khi tôi tiếp tục đứng đó với Chúa Giêsu và thiên thần này, ngài bắt đầu cho tôi thấy tương lai giống như những điều trong tương lai mà Đức Chúa trời đã dành cho tôi trong trái tim của ngài và ngài đã chỉ cho tôi cách nếu ngài có thể thuyết phục tôi về những điều nhất định theo ý muốn của ngài rằng tôi sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến những người khác và rằng điều này trong đợi vào Đức Chúa trời lần này một mình với ngài trong căn phòng mặc khải này sẽ gây ra nhiều điều tôi đã thấy nơi trong tương lai nhiều người sẽ được thay đổi và định hướng lại cuộc sống của họ bởi vì tôi đã dành thời gian để chờ đợi chúa vậy điều gì đang làm phiền bạn lúc này bạn nghĩ về một số điều mà bạn đang phải đối mặt ngay bây giờ những vấn đề có những người trong cuộc sống của bạn có thể cư xử không đúng và bạn rất khó chịu với điều đó bạn đã không được thăng chức trong công việc của bạn bạn đang chiến đấu với mọi thứ trong cơ thể mình và bạn muốn được chữa lành bạn muốn nhận được sự chữa lành của bạn bạn muốn nhận được sự hiểu biết về các mối quan hệ của mình những điều này có thể được giải quyết trong căn phòng của sự mặc khải nhưng bạn phải học cách chờ đợi chúa vì vậy thiên thần này bắt đầu nói với tôi những điều mà anh ấy đã lên kế hoạch cho tôi rằng chúa đã ban cho anh ấy quyền để anh ấy làm trong cuộc sống của tôi nhưng tôi cần phải hợp tác và đây là những gì anh ấy đã cho tôi thấy bây giờ hãy nghe ta nói thật kỹ bởi vì đoạn này đối với ta vạn nhất thay đổi cuộc sống bởi vì ta lo lắng vì bận rộn ta sẽ trước cản trở thiên sứ hoạt động trong cuộc sống của ta bởi vì thiên sứ được phái tới xúc tiến và để thực hiện những điều mà đức chúa trời đã dành cho tôi nhưng bởi vì tôi lo lắng và tôi không có chế độ nghỉ ngơi anh ấy không thể làm một số việc mà anh ấy dành cho tôi và nó sẽ bị trì hoãn bạn có thể tưởng tượng ý muốn của đức chúa trời bị trì hoãn không nhưng hãy xem tôi thấy rằng rất nhiều người chỉ vì bạn muốn ý muốn của đức chúa trời không phải lúc nào cũng có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra bạn có thể mong muốn nó nhưng phải có một biểu hiện trong cuộc sống của bạn nơi bạn tiếp nhận nó và bạn tiếp nhận nó trong chính mình và sau đó bạn quan sát biểu hiện xảy ra và ngay cả bây giờ khi tôi đang nói chuyện với bạn bạn có thể cảm nhận được sức mạnh của chúa bởi vì sức mạnh của chúa đang tuôn chảy từ điều này bởi vì điều này đã xảy ra với tôi và tôi vẫn đang sống nó ngay cả bây giờ. Điều này đã thay đổi cuộc đời tôi. Chúa Thánh Thần nhắc nhở tôi về những gì mà Thiên Thần đã nói với tôi, rằng đôi khi tôi quá lo lắng và tôi cố gắng tham gia và làm rối tung mọi thứ một mình. Và đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải yên nghỉ trong đức tin. Bạn biết điều này vì trong Hebrew 11, câu 6, nó nói rằng bạn không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời nếu không có đức tin, nhưng bạn phải tin rằng đức chúa trời hiện hữu và ngài là đấng ban thưởng cho những ai siêng năng tìm kiếm ngài vậy siêng năng tìm kiếm chúa nghĩa là gì nó đi vào căn phòng đó và chờ đợi chúa và nghỉ ngơi trong ngài và suy nghĩ về sự tốt lành của ngài và để mặc khải đó tuôn trào bởi vì hãy xem tinh thần của đức chúa trời là tinh thần của sự mặc khải và tâm linh của đức chúa trời biết những điều mà bạn không biết vì vậy khi bạn đi vào phòng này bạn không muốn nói chuyện và nói với ngài những gì bạn biết bạn không muốn nói với ngài mọi thứ mà bạn đang trải qua ngay bây giờ điều bạn muốn là bạn muốn ngài cho bạn biết câu trả lời bạn muốn ngài nói vì vậy bạn phải chờ đợi vì vậy tôi đang khuyến khích bạn ngay bây giờ bởi thánh linh của đức chúa trời bất cứ điều gì bạn đang trải qua hãy đi đến căn phòng đó đi đến căn phòng đó và chờ đợi và để mặc khải của thánh linh đức chúa trời đốt cháy bạn bên trong Hãy xem Lô nói rằng Thánh Linh, ông nói điều này trong Epheso chương 1, câu 17 đến câu 23. Ông nói rằng ông đã cầu nguyện cho người Epheso rằng họ sẽ có tinh thần mặc khải, rằng chúng sẽ tràn ngập ánh sáng, rằng họ sẽ biết hy vọng mà họ đã được gọi, rằng họ sẽ biết cơ nghiệp vinh quang mà chúng ta có trong các thánh, họ sẽ gặp và biết quyền năng của sự phục sinh đã làm cho Chúa giê Giêsu sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta. Và vì vậy tôi chỉ cầu nguyện cho điều đó ngay bây giờ cho bạn. Tôi tin rằng bạn sẽ cảm nhận được và bắt gặp điều mặc khải đó ngay bây giờ. Vì vậy, thưa Cha, nhân danh Chúa Giêsu, con cảm tạ Cha vì tinh thần của sự mặc khải sẽ đến với tất cả mọi người ngay bây giờ ở khắp mọi nơi. Khi bạn đang xem đọc cái này, bạn hãy giơ tay ra và nhận cái này. Thưa Cha rằng Cha đang nói với họ rằng họ có mọi thứ cho họ nếu họ chỉ chờ đợi. Nếu họ chỉ nhận được từ Đức Chúa Cha, Ngài sẽ ban cho họ tinh thần mặc khải đó. Vì vậy, ngay bây giờ, xin Cha tràn ngập ánh sáng và sự hiểu biết trong trái tim họ và đưa họ vào sự bình an. Đó là tất cả điều tốt trên thiên đường. Và Chúa nói, ta có cái này. Ta hỗ trợ bạn. Ta có các bộ phận chuyển tiếp của bạn. Ta có con đường của bạn. Ta đã chọn từng bước cho bạn. Chỉ cần tin tưởng vào ta và ta sẽ biến nó, biến nó thành tốt cho bạn. Mọi thứ sẽ ổn. Tất cả mọi thứ hiện đang hoạt động vì lợi ích của bạn bởi vì bạn yêu Chúa và bạn được kêu gọi theo ý định của Ngài. Bạn đã được chọn. Đức Chúa Trời ở với bạn một cách đầy quyền năng. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Và Chúa nói, đừng sợ, bởi vì sự cứu rỗi của bạn, sự giải cứu của bạn đã gần đến chúa phù hộ bạn. Và hãy nhớ rằng, có một căn phòng nơi bạn chờ đợi và bạn sẽ ngập tràn trong sự mặc khải. Chúa phù hộ bạn. https://manadivin.com/2022/10/22